Hello, xin chào 1.000 anh chị em đang có mặt trên Zoom cũng như là trên 100 anh chị em đang theo dõi trực tiếp trên livestream. Cho phép Cường hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em quyết định 2021 mình sẽ sở hữu một chiếc xe hơi hình bông tuyết thì giơ ngón tay cái. Xin cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em quyết định năm nay mình, những anh chị em nào mà có xe hơi hình bông tuyết rồi quyết định 2021 mình sẽ dinh Mercedes-Benz về nhà, giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cả nhà ha, xoa xoa hai tay với nhau. Xoa xoa hai tay. Đó, high five thật lớn. Bạn đã có mặt ở đúng nơi rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tối ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về thành công, một cái chủ đề mà năm mới người ta hay chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt hay thành công, đúng không? Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em mà quan tâm thích thành công thì giơ ngón tay cái. Ok, cảm ơn cả nhà. Vậy thì thành công là gì, rồi trên cái hành trình này đấy, thành công thực sự là gì, vân vân. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Nhưng trước khi bắt đầu vào phần chia sẻ buổi tối ngày hôm nay với chủ đề thành công, đấy, tôi cũng muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ một chút cái năm tiêu chuẩn của chiến binh SO9 để cho những anh chị em nào mà đang là tư vấn viên, đang là chiến binh của SO9, chúng ta phải thấm nhuần tư tưởng năm tiêu chuẩn này. Rồi những anh chị em nào mới vào thì chúng ta biết để chúng ta phấn đấu. Đó, để chúng ta đạt được 5 cái tiêu chuẩn của chiến binh S69. Đấy, và như anh chị em nào biết rồi, trách nhiệm của mình đó là gì? Rèn luyện đạt 5 tiêu chuẩn này và truyền cho các cái chiến binh của mình. Rồi, anh chị em nào muốn chia sẻ về 5 tiêu chuẩn chiến binh S69, chia sẻ rất nhanh thì bật mic nói tôi xưng tên. Tôi Phạm Đức Cường. Xin mời bạn Đức Cường. À, Vâng, chào thủ lĩnh quốc tế Trung Cường, chào tất cả em trong Zoom, chúc tất cả mọi người một buổi tối học tập tràn đầy năng lượng. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Đức Cường ở tỉnh Thái Bình. Thì năm tiêu chuẩn của chiến binh S69: một là sức khỏe hoàn hảo, hai là trách nhiệm bổn phận, ba làm chủ thế giới bên trong, bốn là phát triển mở rộng, năm là xây dựng đế chế kinh doanh thương mại. Cảm ơn cả nhà lắng nghe. em sẽ phân tích rất nhanh về 50 tiêu chuẩn này, là những cái nét chính. Cứ chia sẻ đi. Những anh chị em nào mà đang chia sẻ, chúng ta nhớ là đừng tắt mic vội nha. Rồi, cứ bật mic lại. Alo, tôi nghe rõ. Ok. Một là sức khỏe hoàn hảo ạ, sức khỏe tuyệt hảo. Thì đối với khi mình hợp tác tập đoàn sức khỏe đi, mình làm trong nghề về sức khỏe, thì trước tiên mình phải bán hình ảnh của mình, trước tiên là mình có sức khỏe tuyệt hảo thì mình mới đi xây dựng một hệ thống, là một gọi là mình bán sức khỏe, bán niềm tin, bán trí tuệ đây được. Hai là mình phải có làm chủ, là gọi là có trách nhiệm bổn phận với cái công việc của mình đang làm. Ba là mình phải làm chủ cái thế giới bên trong mình, đó là về cảm xúc và tư duy. Cái thứ tư là mình phải có phát triển và mở rộng về cái ngành kinh doanh thương mại, mình phát triển hệ thống, phát triển kinh doanh. Và cái thứ năm là mình phải xây dựng đế chế kinh thương mại, là một cái gọi là năm 2030, gọi là hàng đầu về kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới ạ. Xây dựng S09 trở thành trường đào tạo kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới. Cường chia sẻ một chút về trách nhiệm và bổn phận. Đối với trách nhiệm và bổn phận ạ, thì đối với như một tư vấn viên mình thì mình phải có trách nhiệm đối với hệ thống S69, đối với những con người đi theo mình, và bổn phận của mình ấy, là phải giúp cho những người đi theo mình, hoặc là mình trở thành những thầy cô giáo ở dẫn dắt những con người tin tưởng đi theo mình và thắp sáng mưa cho tất cả mọi người cùng đi theo mình, và xây dựng một hệ thống của S69 mình ngày càng phát triển và bền vững và ngày càng hùng mạnh. Ok, hay quá. Cường thể chia sẻ sâu hơn trách nhiệm liên quan đến ngành và công ty Sibri. Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn mọi người. Anh chị em Alo. nào, rồi Cường có thể chia sẻ thêm về cái trách nhiệm liên quan đến ngành kinh doanh không ạ, cũng như là trách nhiệm với cái thương hiệu Sibri
với công ty Siri. Phải khóa mất tiếng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta dành quyền chia sẻ cho anh chị em khác. Rồi, xin mời. Tôi Nguyễn Thị Tình. Rồi, xin mời chị Tình. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh. Chào thủ lĩnh Trương Duy Cường. Chào tất cả mọi người trên Zoom. Chúc một cả nhà một buổi tối tràn đầy năng lượng. Vâng, tôi xin chia sẻ sâu hơn về cái trách nhiệm và bổn phận là của chúng ta, là mỗi chúng ta đều phải là chiến binh của Siberia, là phải làm cho cái mọi người hiểu rõ được cái ngành kinh doanh trên mạng là một cái chúng ta nguyện là cái rẻ lau, để lau đi những vết nhơ, những cái hiểu không đúng về kinh doanh trên mạng, và nguyện làm cây bút để vẽ lại những bức tranh tuyệt đẹp của kinh doanh trên mạng như là vốn có đã có của nó. Vâng ạ, chúng ta phải có trách nhiệm để làm cho cái ngành kinh doanh trên mạng ngày càng mọi người đều hiểu sâu, hiểu thấy là đó là cái ngành tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Thế còn hay quá. Vâng, chị chia sẻ về trách nhiệm với cái thương hiệu Siri, với cái công ty Siri. Vâng. Vâng ạ, trách nhiệm với thương hiệu Siri thì theo tôi nghĩ là làm cho mọi người hiểu. Bây giờ người ta không cần hỏi Siri có tốt hay không ạ. Và cũng không cần hỏi là Siri có thành công hay không. Và chỉ là làm thế nào để cho thành công nhanh thôi. Thế mà Siri là tuyệt vời. Tức là cảm ơn Siri, cảm ơn các hội đồng thủ lĩnh của S69 đã cho chúng ta những các cái đường đi lướt bước rõ ràng, và để chúng ta chỉ có là học và làm theo thôi. Để phát triển thế giới bên trong, mình sẽ là làm chủ về cảm xúc và cũng như là cái thái độ của mình, là phải học để phát triển bản thân đó, và dẫn dắt những người, thắp sáng ước mơ cho những người đi cùng mình, và để người ta vượt qua những cái rào cản để thực hiện được những ước mơ của họ. Vâng, rất là cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chị Tình. Nói anh em là muốn chia sẻ thêm về trách nhiệm và bổn phận. Anh chị em là muốn chia sẻ thêm về trách nhiệm và bổn phận của chiến binh S69 liên quan đến ngành và liên quan đến Sibri, thì nói tôi xưng tên. Xin mời. Tôi Hồng Ngọc Gia Lai. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc. Dạ, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào tất cả các thủ lĩnh và tất cả anh chị em trong Zoom của chúng ta S9, và chúc cho cả nhà chúng ta một buổi Zoom thật tràn đầy năng lượng và đầu năm thành công. Thì theo tôi ấy, là trách nhiệm bổn phận của một tư vấn viên với hệ thống S69 và bổn phận của mình là mình phải có tinh thần trách nhiệm cùng đồng đội, và mình có phải trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm 100% với công việc mình đã làm, và cùng với hệ thống của mình để dìu dắt tất cả anh chị em chúng ta cùng có một cái chí hướng phấn đấu và thắt và làm cùng để làm những thành thầy, trở thành cái thầy cô giáo thắp sáng ước mơ cho mọi người cùng đi theo ta và cùng theo hệ thống chúng ta, và giải quyết những vấn đề cá nhân không liên quan đến để cho trong hệ thống và trong công việc của mình ạ. Tôi xin hết ý kiến ạ. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho chia sẻ. Cảm ơn chị Ngọc, hay quá. Nào, xin mời anh chị em khác chia sẻ thêm về trách nhiệm và bổn phận của một S69. Rồi, xin mời. Tôi Vũ Cúc xin chia sẻ. Tôi Vũ Cúc CBD xin chia sẻ cùng mọi người ạ. Xin mời Vũ Cúc. Dạ. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và toàn thể các thủ lĩnh, các nhà anh hùng kinh doanh trên mạng trong hệ thống S69. Tôi là Vũ Thị Cúc, hiện đang ở thị trường Kon Tum, và xin chia sẻ câu hỏi của thủ lĩnh Trương Huy Cường. Xin bổ sung với các thủ lĩnh, đó là đối với công ty, trách nhiệm đối với công ty là chúng ta phải hết lòng để bảo vệ công ty của chúng ta. Vì công ty của chúng ta, một công ty vô cùng tuyệt vời, đã đem lại cho chúng ta cái và cả thế giới những cái nguồn năng lượng, sức khỏe, và đã giúp cho chúng ta được thay đổi chất lượng cuộc sống, thì chúng ta cần phải hết sức để bảo vệ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải hết mình yêu sản phẩm Siberi và bảo vệ Siberi, bảo vệ sản phẩm của chúng ta đang được sử dụng đây. Xin cảm ơn các thủ lĩnh đã lắng nghe ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh Cường. Cảm ơn Vũ Cúc Siberi. Rất hay. Ok, tại sao Cường lại đặt cái câu hỏi này rất là nhiều đó. Anh chị em nào thêm một chia sẻ nữa nào. Trách nhiệm và bổn phận. Xin mời. Tôi xưng tên. Tôi. Ok. Tôi ở đảo Ship. Xin mời chị đến đảo Ship.
Vâng, em chào tất cả nhà trong trong Zoom buổi hôm nay. Em rất là tự hào em được chia sẻ. Em cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và tất cả anh chị em, các cô, các chú đang ở trong Zoom. Và em chia sẻ cái quyết định là trách nhiệm của bổn phận của mình, là chính xác là mình phải cho đi hết mình và yêu hết mình, và mình phải chịu trách nhiệm 100% của mình và tin tưởng tuyệt đối vào cái sản phẩm của mình đang dùng và tin tưởng con đường của mình đến. Đó là mục tiêu của mình, đó là trở thành ai ở trong này, đó là trở thành thủ lĩnh quốc tế để thắp sáng ước mơ và dẫn dắt những người đi theo mình, đó là truyền cảm hứng cho đội nhóm và dẫn dắt những người tư vấn viên mới của mình vượt qua các bước rào cản. Đó là chia sẻ của em. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Thì công việc của em là làm giúp công ăn lương và em làm thêm công việc của CBD. Vâng. Em chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Khi nào chị cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Khi nào chị về Việt Nam? Em cũng đợi hết dịch em về thôi, vì là lương của em rất thấp, chỉ có 350 e. Và em công việc thì chưa được bỏ đủ thời gian để vào với CVD, nhưng mà ăn đi lại ngủ, em lúc nào em cũng nghĩ CVD, nên là tranh thủ vội vàng và em sắp xếp công việc để em vào, để em được học Zoom. Và em cũng học bây giờ cũng được tương đối là 50% tư duy của hệ thống, và xây dựng tầm nhìn của hệ thống, cốt lõi của nó là xây dựng hệ thống, là xây dựng cho chính bản thân mình. Đó, mình cho đi hết mình và luôn luôn tích cực và luôn luôn học tập những anh chị em đã thành công và luôn luôn truyền cảm hứng cho đội nhóm. Để làm một người leader thì mình phải trách nhiệm 100% và luôn luôn là sẵn sàng cho đi và sẵn sàng chấp nhận những cái ý tưởng ở bên ngoài là mình sẽ bỏ qua, và mình gọi là thành công không bỏ cuộc ở đây. Đó. Em là Nguyễn Thị Lý ở Đào Ship, nhưng mà quê hương em là Lục Lam, nên là đang ở thị trường Đào Ship. Em cũng làm CBD là mới đầu em biết, em chỉ là người tiêu dùng thông minh. Và bởi vậy mà một ngân hàng bệnh của em đã thay đổi, thấy chất lượng cuộc sống, và em thấy say mê, và em học Zoom và em cũng được chia sẻ trong hệ thống, và em cũng được các anh chị em trong nhóm giúp đỡ và tận tình, và em cũng được lên K5 rồi. Và em cũng quyết tâm là mục tiêu của em tháng này lên K6. Và bây giờ gia đình nhà em cũng có một số người tin tưởng và tiêu dùng, và những người đã tin tưởng sản phẩm, và em giúp đỡ rất là nhiều anh chị em ở bên đảo Ship này đã thay đổi, như là có một cái cuộc sống, như là người ta đau ốm, người ta đã được giải thoát khỏi cái kiểu như là cơm áo gạo tiền. Và em cũng thấy giúp cho chính bản thân mình vượt qua tất cả, không còn cái gì là khó khăn cả. Con đường của mình là tiến lên, và tiến cứ tiến thôi. Nên là tất cả anh chị em chúng ta phải chăm chỉ vào Zoom thì chúng ta mới tiến được lên. Chúng ta mà không vào Zoom thì chẳng có cái gì là tiến được. Nên là chúng ta chỉ là người tiêu dùng thông minh. Chúng ta là người tiêu dùng thông minh thì chúng ta phải tranh thủ thời gian và hết sức cần học 6 bước đi đầu tiên, và 9 bài học chúng ta cứ học thuộc lòng và đọc bản tuyên bố hàng ngày, nuôi dưỡng tinh thần, thì chúng ta sẽ thành công ở cái bước phát triển bản thân này. Và em cũng cảm ơn S69 cho em được vào trong cái hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh này, luôn luôn là nguồn động lực của em, và em được thay đổi cuộc sống. Em cảm ơn tất cả nhà đã lắng nghe. Vâng, em cảm ơn anh thủ lĩnh Trương Huy Cường quốc tế. Chúc cả nhà luôn bình an và phước hạnh nha. Vâng, cảm ơn. Vâng, chị Lý. Dạ. Chị Lý thay da đổi thịt đúng không? Vâng. Đấy, da bây giờ rất là đẹp, đúng không? Mà, ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị Lý. Tại sao Cường lại hỏi mấy chị em về trách nhiệm và bổn phận? Cho biết là một chiến binh S69, chúng ta có trách nhiệm để xây dựng cái ngành kinh doanh này nó thật đẹp. Cái thương hiệu CB, để người ta nhắc đến CB, nó giống như là thiên đường trên trái đất ấy. Nó là cái nơi mà con người ta muốn thuộc về, đúng không? Đấy. Thế thì gần đây ấy, có một số tư vấn viên Sibri không nằm trong hệ thống của chúng ta, và cũng có một vài anh chị em ở trong hệ thống, ví dụ như là mua hàng Nga về chẳng hạn. Đấy. Thì cái việc mà mua hàng Nga về nó làm ảnh hưởng thị trường rất là lớn. Cái thứ nhất là chúng ta biết là chính sách của chúng ta là chính sách một giá, đúng không? Đấy, thế thì hàng chúng ta là hàng nhập khẩu chính ngạch. Đấy, có thông quan tất cả mọi thứ, nhà nước cấp phép. Chúng ta mua hàng bên Nga về
là cái hàng mà nó không có tem nhãn gì hết, nó không phải là nhập khẩu chính ngạch đấy, thì nó không khác gì nhập lậu đấy. Và về nó làm cho các cái chính sách giá khác nhau, anh chị em mình đúng không đấy. Đấy, thế cho nên là trách nhiệm của tất cả các chiến binh số 9 chúng ta phải phát hiện, thứ nhất là mình không tham gia vào cái việc đó, cái thứ hai là phát hiện và đấu tranh đấy, với tất cả những cái thành phần trục lợi như vậy đấy, làm ảnh hưởng đến thị trường, đúng không? Làm ảnh hưởng đến thị trường. Mặc dù cái số đấy rất nhỏ. Không như vậy ấy, thì một vài đội nhóm họ còn lấy lợi thế là mua bên Nga có nguồn để mua, thế là bắt đầu câu kéo tư vấn viên của đội nhóm khác theo họ. Anh chị em ai mà có hành động như vậy, chúng ta việc của chúng ta là ghi âm lại đấy, chụp lại màn hình tất cả mọi thứ đấy, và gửi cho thủ lĩnh, gửi cho công ty để đề nghị xóa mã số những cái hành động lôi kéo người. Không, bởi vì trách nhiệm của chúng ta là gì, làm cho ngành này, làm cho Sibri nó thực sự là trong sáng, minh bạch, một môi trường trong lành, không những xây dựng cho mình, xây dựng cho những thế hệ chiến binh S69 tiếp theo, các tư vấn viên CV tiếp theo, là xây dựng cho tương lai con em của chúng ta. Cả nhà hình dung chưa? Đấy, và chúng ta đấu tranh không khoan nhượng với tất cả những thành phần lôi kéo người dựa trên sự chưa hiểu biết của người khác, lấy một vài lợi thế vớ vẩn đấy, để tạo ra những cái thứ mà nó lằng nhằng, nó không phải là S69. Cho nên là tất cả các chiến binh S69, anh chị em thấm nhuần về 5 tiêu chuẩn của chiến binh, và đặc biệt là tiêu chuẩn số 2, trách nhiệm và bổn phận của một chiến binh S69. Các bạn biết là tại sao một cá nhân người ta không thành công trong cuộc đời? Bởi vì không biết trách nhiệm và bổn phận của cá nhân đấy sinh ra để làm cái gì. Đúng không? Rồi trong công việc cũng vậy, trong xã hội cũng vậy. Thế cho nên là rồi rất nhiều người làm kinh doanh theo mạng, họ không biết trách nhiệm và bổn phận, cho nên là họ đi gieo lòng tham, họ đi lôi kéo người. Và chúng ta là những chiến binh S69, chúng ta hoàn toàn khác, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận đấy, rất là rõ ràng, được chưa anh em? Đấy là thông điệp đầu tiên tôi muốn chia sẻ với cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, và chúng ta còn nói lại cái câu chuyện này còn rất nhiều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về thành công. Thành công thực sự là gì? Và chúng ta hiểu sâu về thành công thực sự là gì ấy, thì thành công nó sẽ đến. Khi chúng ta hiểu thành công thực sự là gì, chúng ta sẽ hạnh phúc và an lạc. Chúng ta sẽ thấy, ui chết rồi, mình đang thành công rất lớn mà mình không biết. Đúng không? Thế thì tiền ở trên sân khấu, buổi tối ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ dành, bản thân chúng tôi dành nhiều thời gian để cho anh chị em chia sẻ. Cả nhà nhớ là tiền trên sân khấu, ai bật mic nhiều, người đấy sẽ kiếm được nhiều tiền. Chúng ta hình dung tiền trên sân khấu. Rồi, bây giờ ai muốn chia sẻ theo cái sự hiểu của mình, thành công là gì? Ai chia sẻ bật mic nói tôi xưng tên. Tôi Phạm Thị Hoa. Xin mời Phạm Thị Hoa. Yes. Ủa, tôi Linh Ngọc Thuyết. Xin mời Phạm Thị Hoa. Vâng, em xin chào thủ lĩnh quốc tế và chào tất cả các tư vấn và các thủ lĩnh trên Zoom có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn thủ lĩnh cho em chia sẻ. Theo em thì thành công lớn nhất của con người đó là biết chính xác mình muốn gì ạ. Và cái thành công thứ hai đó là khi biết được chính xác mình muốn gì rồi thì biết được cái đích cuối cùng của mình. Tức là xác định cái mức cuối cùng con đường. Và mình thành công tiếp theo nữa là mình tìm được cái phương tiện để đi đến cái đích đó một cách nhanh nhất ạ. Và có một cái, và thành công tiếp theo là tìm được môi trường để chúng ta học tập và thực hiện được cái mục đích đi đến con đường, đến cái đích đó của mình. Và tiếp nữa là nếu mà muốn là thành công nhanh nhất nữa, nếu chúng ta tìm được một người dẫn đường, tức là một người chỉ cho chúng ta biết được đến cái đích đó, thì đó là những cái thành công lớn nhất mà em theo em được biết ạ. Hay quá, rồi. Có thế thì, một con người.
theo Hoa, thành công của Hoa bây giờ như thế nào? Theo em thì em đã biết được chính xác mình muốn gì rồi ạ. Và em cũng tìm được phương tiện, em tìm được con đường và em cũng đã tìm được người dẫn đường để cho em biết đến được cái đích đó. Và em đang ngày đêm học tập để làm sao mà mình có thể đi đến cái đích đó được cách nhanh nhất ạ. Và đó là cái thành công mà trong vòng suốt nhiều năm qua em đã tìm không thấy và bây giờ em đã tìm được. Và em cảm ơn thủ lĩnh quốc tế ạ. Hoa có thể giới thiệu bản thân và chia sẻ cái đích của mình. Vâng, và em xin tự giới thiệu với tất cả mọi người thì em họa tên đầy đủ là Phạm Thị Hoa. Và em thì sinh năm 1984 và em đến từ Thạch Thành, Thanh Hóa. Và cái đích của em đó là muốn trở thành con người là khỏe mạnh và giúp cho hàng vạn người xung quanh khỏe, do và phúc. Và ngày hôm nay thì khi hợp tác với Siberia thì em đã biết được chính xác cái điều đó và em biết chính xác là phương tiện Siberia giúp cho em thực mơ và cái mong muốn em. Và em biết con đường đi đến đó và em biết là phương tiện Siberia thì giúp em có điều đó. Và hệ thống S69 là cái phương tiện mà là cái môi trường để giúp em học tập và rèn luyện để em thực hiện hóa được ước mơ của mình. Và em còn biết chính xác nữa là thủ lĩnh quốc tế là người đang hướng dẫn em. Thủ lĩnh đã đi hết sơ đồ trả thưởng thì chắc chắn thủ lĩnh sẽ chỉ cho em biết được con đường đi đến đó. Và em sẽ cố gắng học tập ngày đêm, quyết tâm học tập ngày đêm để thực hiện hóa được ước mơ của mình. Em xin cảm ơn thủ lĩnh. Hoa đã thành công chưa? Em đã thành công ạ. Em đã thành công rồi. Em biết chính xác thành công và em thực hiện là em thành công là bởi vì em tìm được cái, em biết được chính xác muốn gì và em tìm được môi trường, em tìm được con đường, em tìm được phương tiện, em tìm được người dẫn đường rồi ạ. Và bây giờ việc của em là phải thực hiện và thực hành thôi ạ. Ok, hay quá. Cảm ơn chia sẻ của Hoa. Rồi, anh chị em nào muốn chia sẻ nữa, bật mic nói tôi xin đi. Tôi Đinh Ngựa. Tôi Lý Ngọc Thuyết. Xin mời bạn. Dạ. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Rất là cảm ơn thủ lĩnh đã cho bản thân em được chia sẻ. Xin chào tất cả các thủ lĩnh có trong mặt ở trong room. Em tên là Lý Ngọc Thuyết, là K4 ở thị trường Đắk Nông. Theo em thì thành công theo bản thân em suy nghĩ đó chính là phải giúp được rất là nhiều người khác thành công, thì lúc đó bản thân em lúc đấy mới gọi là thành công ạ. Thì em xin hết. Rồi, cảm ơn Đoạn Thiết, rất hay. Xin mời thủ lĩnh Hoàng Mỹ thế giơ tay. Thủ lĩnh Hoàng Mỹ. Thủ lĩnh Hoàng Mỹ đến từ Thái Bình. Thủ lĩnh ơi, thủ lĩnh Trung Huy Cường ơi, mình giơ tay từ lúc sớm cơ chứ không phải bây giờ. Bây giờ xin nhường cho mọi người chia sẻ. Dạ. Ai muốn chia sẻ nữa nào, bật mic nữa, tôi xin tên. Tôi Đinh Hường ạ. Em Phan Long ạ. Tôi Hoàng Xuân Quang. Xin mời Đinh Hường rồi đến Phan Long. Vâng, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, em xin chào cả nhà Zoom. Em xin giới thiệu, em là Đinh Thị Hường, em là dược sĩ ở thị trường Phú Thọ. Em xin được chia sẻ cái ý hiểu của em thành công là như này ạ. Em trước hết là em xin cảm ơn hệ thống S69, cảm ơn người đã chia sẻ cho em cái cơ hội CBG. Cái thành công với em là em hệ thống S69 đã giúp em nhìn ra được cái mục đích của mình và biết được cái sứ mệnh của mình là mình trước đây khi em chưa biết đến CBG, em chia sẻ là em không biết là cái ước mơ của mình là gì cả. Em bán thuốc tây nhưng mà em buồn lắm cả nhà. Có nghĩa là những cái lúc mà rảnh rỗi em cảm thấy em buồn, em không biết làm gì, có nghĩa là không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng mà khi em được biết đến CBG, em được vào hệ thống S69 ấy, được đào tạo ba cái gốc gốc rễ gọi là đạo đức, trí tuệ và nghị lực ấy ạ. Thì là lúc đấy em đã hình dung nhìn ra con đường và em đã thấy được là cuộc sống này không phải là chỉ sống cho riêng bản thân mình mà ngoài kia còn rất nhiều người ta khổ sở hơn mình. Thì là cần, có nghĩa là mình cần phải chia sẻ cái, khi mình biết được cơ hội này là em
em nghĩ là mình cần phải chia sẻ và lan tỏa đi rất là nhiều. Thứ nhất là cái công cụ ở CBG là những cái sản phẩm là giúp chúng ta cải thiện được tất cả những cái bệnh mãn tính không lây. Đó là một cái điều đầu tiên là em rất là yêu. Nhưng mà khi em cải thiện được bản thân em và cho gia đình em thì em thấy sản phẩm nó tuyệt vời như thế thì mình không thể ích kỷ được. Cho nên là em gặp bất kỳ ai em cũng chia sẻ. Và một cái cơ hội nữa là kinh doanh với CBG là dành cho những người yếu thế. Khi em hiểu được như thế là em hiểu được là nếu như trong cuộc sống này không phải ai cũng có mặt tiền, ai cũng có cái điều kiện để kinh doanh, nhưng mà với CBG thì không cần như thế, mà chỉ cần người ta có khát khao thôi là cũng sẽ thành công. Ngày hôm nay em chưa có gì làm thành công, nghĩa là về em đang ở K7 á, thì em cũng chưa có gì là thành công to tát, nhưng mà em khẳng định là em sẽ thành công ở CBG. Và em tin chắc là em sẽ giúp được nhiều người, những người em tin yêu là em sẽ giúp đỡ được họ. Đó là cái thành công mà em cảm thấy là con người em trưởng thành hơn. Đó là cái điều em thực sự, em rất là hạnh phúc. Vâng, em cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ. Rồi. Em hơi xúc động. Hay quá, chúc mừng bạn. Xin mời Phan Long. Dạ, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và tất cả các anh chị em Tinh Dung ạ. Em là Phan Long ở thị trường Quảng Nam. Em xin chia sẻ cái thành công là thứ nhất là cái thành công đầu tiên là phải biết mình muốn gì. Và ngày hôm nay em đã biết chính xác là mình muốn gì. Và cái sau đó mình cái thành công của em, cái thành công cuối cùng là mình sẽ tạo ra, mình trở thành thủ lĩnh và thầy cô giáo, và mình sẽ tạo ra nhiều cái leader, nhiều thủ lĩnh, thầy cô giáo. Yeah. Đó là cái hai cái sự thành công theo em như vậy. Và xin cảm ơn các anh chị em. Cảm ơn Phan Long. Thấy thủ lĩnh Trương Doãn Thịnh giơ tay, xin mời thủ lĩnh Trương Doãn Thịnh. Ok, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối ấm áp, yêu thương và hạnh phúc. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Thịnh có dịp được ngồi trên ô tô cùng với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Và cái ngày đấy, và thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường nói về thành công. Và mình rất là nhớ cái thành công đầu tiên mà thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường nói là mình phải biết được cái chính xác mình muốn trở thành ai. Tức là mình muốn cái đích ấy, đấy, biết chính xác cái đích mà mình muốn. Tức là biết rất rõ về cái điều mình muốn. Đấy là cái thành công đầu tiên. Và Thịnh tin là nhiều người người ta cũng rất là giỏi, nhiều người ta cũng rất là nhiều kỹ năng, nhiều người ta cũng vô cùng năng lượng. Nhưng họ không biết họ cần phải làm gì, họ không biết là họ muốn cái gì. Cho nên là họ không đạt được cái điều họ muốn. Đúng không ạ? Cái thành công số 2 đó là đạt được, là có con đường và có phương tiện. Có con đường và có phương tiện để đạt được cái điều đấy. Và cái thành công số 3 đây là có được cái người thầy chỉ đường cho mình. Nhưng đâu đó cái thành công ấy, nó chính là cái con đường anh chị em ạ. Cái thành công nó chính là cái con đường. Và mỗi một ngày trôi qua, chúng ta có hạnh phúc khi mà chúng ta đi trên cái con đường đấy hay không. Và có một cái câu nói đây là hạnh phúc chính là chìa khóa của thành công, chứ không phải là thành công nó là chìa khóa của hạnh phúc. Nếu ngày hôm nay mà mình đi chia sẻ cho một người về Sibri mà mình thấy lo lắng, sợ hãi, thì có nghĩa là mình đang chưa thành công. Nhưng nếu ngày hôm nay mà mình đi chia sẻ cho một ai đấy về Sibri và mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy an lạc, thì đấy là chính là cái thành công. Bởi vì thành công nó là từng cái bước đi của mình. Thành công nó là cái con đường, chứ không phải là cái đích đến. Nó là cái con đường, nó là cái chặng đường, nó là hành trình mà chúng ta mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc. Và mỗi ngày chúng ta đều làm được cái điều đấy, thì Tịnh tin là chúng ta đang đi trên cái con đường thành công. Đúng không ạ? Chứ thành công nó không chỉ là một cái điểm đến. Và thành công nó không phải là cái mà chúng ta... ví dụ nhiều người hỏi Thịnh là làm sao em có thể thành công như thế này? Đúng không ạ? Thịnh kể cho cả nhà nghe là ngày xưa khi mà mình bắt đầu Sibri, mình bắt đầu bằng tay không. Có thể nói là anh Cường hay nói là tay không bắt giặc. Đúng không ạ? Hai bàn tay trắng. Mình chẳng có một cái cơ hội nào cả. Mình chẳng có kiến thức, mình cũng chẳng có kỹ năng. Mà ngày xưa lại còn đen, xấu. Đúng không ạ? Ngày xưa còn đen, xấu, không có mối quan hệ. Mà lúc đấy mới chỉ là 23 tuổi thôi. 23 tuổi bằng với con của nhiều anh chị em đang ngồi đây. Bằng với con, bằng với tuổi cháu của nhiều cô chú anh chị em đang ngồi đây. Đúng không ạ? Và mình không có bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Thì làm sao mình có thể bắt đầu và mình có thể trở thành thủ lĩnh? Và bây giờ có một cái tổ chức gần 2.000 người. Thì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc mình trở thành, mình quan sát cái quá trình mà thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường làm. Và mình quan sát, bắt đầu mình thu hút, đúng không ạ? Đấy, thành công không phải là cái mà mình theo đuổi. Thành công sao mà mình theo đuổi được, đúng không ạ? Mình không thể theo đuổi được, mình cũng không thể tìm kiếm được.
mà mình phải thu hút bởi con người mình trở thành. Và cứ mỗi ngày mình trưởng thành hơn, mỗi ngày mình, ví dụ tầm 1 năm về trước, 2 năm về trước, mình không biết là ồ, mình sẽ trở thành ai. Nhưng ngày hôm nay mình đã biết mình trở thành ai. Ngày xưa mình rất là rụt rè, mình rất là rụt rè, sợ hãi. Ngày hôm nay mình vô cùng tự tin, mình vô cùng năng lượng. Đấy là cái sự thành công, đúng không ạ? Và chia sẻ cho anh chị em, đấy là thành công là con đường, đúng không ạ? Thành công là con đường, chứ không phải là điểm đến. Và chìa khóa của thành công đấy là hạnh phúc. Anh chị em cứ sống hạnh phúc đi, mình cứ cho hết mình đi, yêu hết mình, cho đi hết mình đi, sống công hiến và yêu thương thì chúng ta sẽ có con đường thành công thôi. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, hay quá. Khi Trương Doãn Thịnh giữ mic, khi Cường chia sẻ với Thịnh cái câu chuyện là khi hai anh em lên thị trường Vĩnh Phúc đấy, và có chia sẻ với bạn Thịnh. Thế thì khi mà Thịnh thấm nhuần cái tư tưởng, cái khái niệm về thành công như vậy và mình áp dụng đấy, và thành công nó đến như thế nào, Thịnh có thể chia sẻ với cả nhà. Bắt đầu là khi mà bắt đầu anh Cường nói về cái việc mà mình biết về cái việc mà mình cần phải trở thành ấy. Tức là mình biết về cái đích đấy, cái đích ấy. Mình biết về cái mục tiêu mình cần phải rất là rõ ràng, tức là rất rõ về cái điều mình muốn. Ở trong cái thời điểm mà 23 tuổi, Thịnh đã đọc rất là nhiều sách. Và các nhà biết là trong xe của Thịnh lúc nào cũng phải có sách, trong cái cặp của mình mang theo lúc nào mình cũng có cuốn sách, và lúc nào mình cũng có, ví dụ trên bàn của mình là luôn luôn phải có những cái cuốn sách, luôn luôn có những cái cuốn sách. Và ít nhất là những cái cuốn sách nó sẽ dẫn dắt mình, ít nhất là có những cái cuốn sách nó dẫn dắt mình. Và chẳng có cái con đường nào nó dễ dàng cả. Ở những cái ngày đầu nó cũng đấu tranh nội tâm rất là nhiều, bởi vì mình đi chia sẻ mà chẳng có ai nghe, mình đi chia sẻ chẳng có ai tin, và nó đấu tranh nội tâm rất là lớn. Nhưng chỉ cần chúng ta có một cái niềm tin, bởi vì chúng ta muốn trở thành ai, bởi vì chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta muốn trở thành một cái con người có giá trị, chúng ta muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, mình muốn cuộc sống tự do, đúng không ạ? Mình muốn cái cuộc sống, Thịnh nhớ là cái ngày đấy mình rất là ngưỡng mộ anh Cường, bởi vì anh toát ra một cái thần thái, có thể nói là anh chị em chúng ta cũng có thể thấy là cái thần thái mà nó rất là ngưỡng mộ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là một cái thần thái rất là ngưỡng mộ, và chúng ta muốn noi gương, chúng ta muốn dõi theo, chúng ta muốn noi gương. Và Thịnh chỉ quan sát thôi, mình cứ quan sát Thủ lĩnh Quốc tế Trương Huy Cường, và anh nói một cái điều mà nó truyền niềm tin cho mình rất là mạnh. Tức là anh nói là Cường có một khát vọng, Cường có một khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời, đấy là huấn luyện và đào tạo 1102 Thủ lĩnh kinh doanh xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và Thịnh cũng lấy cái điều đấy trở thành cái kim chỉ nam, trở thành một cái bản thân mình cũng dần trở thành, mình cũng dần trở thành cái con người như vậy. Và chỉ khi mà chúng ta có một cái niềm tin, một cái niềm tin nó giống như một cái đức tin không hề suy chuyển, rằng chúng ta có thể đến được đích, rằng chúng ta có thể giống như họ, rằng chúng ta có thể thành công còn hơn họ, đúng không ạ? Rằng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sống để cống hiến và yêu thương, thì chắc chắn là chẳng có bất kỳ một cái nỗi sợ nào, chẳng có bất kỳ một cái lời từ chối nào, chẳng có bất kỳ một cái ngăn cản nào, chẳng có bất kỳ một cái rào cản nào có thể cản trở chúng ta tiến đến mục tiêu cả. Và Thịnh chúc cho tất cả anh chị em năm Tân Sửu, năm đầu cơ nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những cái nấc thang mới, chúng ta sẽ có ít nhất là một chiếc xe hơi, sau đấy là chiếc xe Mercedes-Benz, và cuối cùng là chúng ta sẽ đi hết sơ đồ và cùng nhau có biệt thự Hy Lạp, để năm 2021 là một cái năm rực rỡ, năm 2021 là một cái năm đáng sớm nhất trong cuộc đời chúng ta. Và chúc cho anh chị em chúng ta luôn luôn, đúng không ạ, tâm niệm hạnh phúc và thành công nó luôn song hành. Và xin cảm ơn anh chị em. Mục tiêu 2021 của Thủ lĩnh 26 tuổi, Thịnh thì luôn luôn đặt những mục tiêu điên rồ, và mục tiêu điên rồ của Thịnh là năm 2021 sẽ trở thành thủ lĩnh quốc tế trẻ tuổi nhất của Sibri, để mang cái niềm vinh quang cho, thứ nhất là cho mình, và cái thứ hai là mang vinh quang về cho Việt Nam, để giúp cho Việt Nam trở thành thị trường hàng đầu của tập đoàn. Đồng thời là mình cũng có giúp cho 15 người tham gia dự án xe hơi và chuyển hóa cuộc đời của 5.000 người trong cái tổ chức của mình. Và xin cảm ơn Thủ lĩnh Quốc tế Trương Huy Cường. Hay quá. Bao nhiêu trong số anh chị em học thêm được những cái kinh nghiệm, bài học từ thủ lĩnh rất là trẻ Dương Văn Thế Cải. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em mà tin rằng là khi mình biết chính xác mình muốn gì, đấy, mình hiểu rõ về thành công, đấy, và sau đó chỉ có hành động thôi để đi đến cái đích, thì mình sẽ thành công rất nhanh. Và mình hiểu như vậy,
tư vấn viên của mình hiểu như vậy, mình sẽ thành công rất nhanh từ con tay cái. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời thủ lĩnh tiếp theo, Khúc Minh Thu. Cần thấy Khúc Minh Thu giơ tay. Dạ, xin cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào tất cả các anh chị em, các thủ lĩnh quốc tế tương lai của Tập đoàn Chăm sóc Sức khỏe Siberia. Hôm nay là một cái chủ đề rất là hay và thực sự là Minh Thu cũng cảm thấy sự biết ơn rất là sâu sắc đến thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, bởi vì thực tế ra là khi mà Minh Thu bắt đầu hợp tác ấy, thì người hướng dẫn của Minh Thu là chị của Minh Thu, là chị Phạm Ngọc Ánh, thì cũng là cái thời điểm mà chị cũng mới vào thôi, nên là anh Cường cũng là một trong những người mà có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của mình. Chia sẻ với tất cả các anh chị em một chút là cái sự thành công thì nó không phải là cái đích đến như thủ lĩnh Trương Doãn Thịnh vừa mới chia sẻ, không phải là cái đích anh em ạ. Bởi vì nếu như hôm nay chúng ta thành công rồi thì có nghĩa là nếu là đã là cái đích rồi thì ngày mai chúng ta không cần phải cố gắng, chẳng cần phải nỗ lực nữa gì, đúng không anh chị em? Như vậy là từ ngày mai chúng ta sẽ không cần phải làm gì nữa cả, đúng không ạ? Nhưng tại sao chúng ta thấy là bản thân Minh Thu vẫn truyền một cái niềm tin liên tục xuống hệ thống của mình là mọi người không phải nói nhiều, cứ nhìn vào anh Cường đi. Tại sao anh đấy đang thành công như vậy mà ngày đêm anh đấy vẫn học tập không ngừng nghỉ? Vậy tại sao mình lại không đầu tư vào cái việc học hành? Đó, Minh Thu liên tục truyền cái niềm tin đó xuống về hệ thống của mình, và mình có đọc được một cái câu là gì ạ? Tôi đã từng thấy những người không cần bằng cấp nhưng họ vẫn thành công, nhưng tôi chưa từng thấy lịch sử ghi danh người nào mà không học hành mà lại thành công cả. Đó, thì cái câu này thì chắc chắn là cũng là những người thành công mà họ đúc kết lại thôi. Chứ còn, và nó là đúng, nó là chân lý. Và hơn nữa là thành công ấy thì mọi người phải hình dung là như này. Bây giờ ví dụ như là bản thân Minh Thu này, chẳng hạn này, lại so sánh với anh Cường, ôi làm mãi em chả bằng anh Cường, làm mãi chả bằng chị Phương, làm mãi chả bằng Anna Nguyễn. Thì bản thân mỗi người cái xuất phát điểm khác nhau. Thế do đó mà chúng ta phải hình dung là khi chúng ta thành công là chúng ta sẽ thấy thành công của mình nó so với ngày hôm qua, so với năm trước. Tại cái thời điểm Tết năm trước, năm ngoái thì Minh Thu vẫn ngập tràn trong gọi là ối u mê tối tăm, rồi lợ lần chồng chất các kiểu con đà điểu. Nhưng đến Tết năm nay thì cuộc đời nó đã sang một trang mới rồi anh chị em ạ. Đó, có nghĩa là gì ạ? Khi mà mình so sánh là mình phải so sánh với bản thân mình, là hôm nay mình học như thế này, tháng sau mình học như thế này, mình vào hệ thống S69 này, mình có thấy nó có thay đổi gì không? Anh chị em có thấy nó thay đổi gì không so với trước không? Hay là nó vẫn như thế? Thì chúng ta sẽ tự vấn mình bảo vào trong này cũng chả có tác dụng gì. Nhưng nếu anh chị em mà thấy mà khi chúng ta vào mà chúng ta thấy có sự thay đổi này, cuộc sống thấy nó hưng phấn hơn, cuộc sống thấy nó cảm thấy nó có ý nghĩa, có giá trị hơn, và cảm thấy là mình làm việc nó không bị áp lực, không bị ức chế, không bị gọi là tiêu cực ấy. Đó, thì đấy là thể hiện được cái sự thành công của mình. Chứ không nhất thiết là thành công là tôi phải trở thành như thế này, trở thành như kia. Cứ từng bước một anh chị em ạ. Phải từng bước, bởi vì là chúng ta hình dung chúng ta đây là phát triển con người. Và muốn kinh doanh phát triển thì chúng ta phải phát triển con người trước thì kinh doanh mới phát triển sau. Chứ anh em chứ tự nhiên cứ đổ cho anh chị em hàng tỷ đồng vào tài khoản, anh chị em chẳng biết cái gì. Và cuối cùng lao vào tài chính, lao vào lô đề cờ bạc và cuối cùng cũng về con số không hết. Đúng anh chị em? Thế do đó mà thành công là một quá trình lột xác, lột xác, lột xác, lột xác. Và dần dần chúng ta sẽ trở thành một con người nó khác đi nhé. Thế còn chúng ta sẽ thành công là một quá trình chứ không phải là đích đến. Nên là chúng ta liên tục phát triển, liên tục phát triển, liên tục phát triển. Và muốn phát triển thì chúng ta phải học tập. Và muốn học tập thì không còn có một cái môi trường nào khác. Đó là môi trường S69. Chúng ta học tập liên tục, ngày đêm không ngừng nghỉ để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đó, chính vì một cái lý do đó mà Minh Thu từ khi vào Zoom đến nay hầu như là không bỏ một buổi Zoom nào. Đó, từ khi là con nhỏ đến bây giờ là mình cũng không bỏ một buổi Zoom nào, trừ khi là không bon chen được vào. Xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho Minh Thu chia sẻ. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã chú ý lắng nghe. Rất hay, cảm ơn thủ lĩnh Minh Thu. Xin mời thủ lĩnh Phạm Văn Thông, thấy giơ tay. Dạ, em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, em chào tất cả nhà mình ở trên Zoom. Câu chuyện của em và mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được học tập như thế này. Thì em có thể
tổng kết lại cái quá trình của mình. Thế thì khi mà bắt đầu em rất là khao khát thành công đến với CBD và mong muốn mình thay đổi cuộc sống của mình một cách thật sự. Thế thì mình làm hoài, mình áp dụng cái phương thức cũ vào cái công việc của mình á, thì có thể có thành công nhưng mà em rất là vất vả. Thế thì khi mà quan sát và đặc biệt là được sự dìu dắt của Thủ lĩnh Quốc tế Trương Huy Cường và anh Nguyễn Quy Huy thì em phát hiện ra rằng muốn thành công phải thật sự là mạnh mẽ trong học tập. Thế thì khi mà em quyết định mạnh mẽ trong học tập thì anh Cường có những cái buổi học mà anh Cường bảo em là thông ơi, phải thành công thì phải đi học. Và thậm chí là được cái sự ưu ái của anh Cường đó là tạo điều kiện học ở ngoài Hà Nội. Nhưng khi mà em bảo là mình không thể thế được, mình phải chủ động trong cái công việc học tập của mình, mình phải trả những cái khoản tiền. Và bắt đầu khi mà em trả ra những cái khoản tiền mà em đi học á, của thầy Mr. White á, nghệ thuật bán hàng đỉnh cao, thì lúc đấy em về em thấy em thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa trong học tập. Bởi vì có đi học những cái lớp như vậy mới thấm được là cái công sức của anh Cường bỏ ra học tập rất là nhiều, của các anh chị leader học tập rất là nhiều ở những cái lớp học mà rất là nhiều tiền của. Thế thì mình đi học cái lớp của thầy Mr. White về á, thì mình nhận thấy được là mình mạnh mẽ hơn. Cho nên là tất cả những cái sự kiện của Silvery, học ở đâu, kể cả là rất là được ưu ái nữa là của bạn Anna Nguyễn khi mà cho Thông đi học một cái trại ở trên Đà Lạt. Thế thì những cái tháng đấy Thông để ý là Thông cứ liên tục đi học, thì về cứ đi học nhiều thì về hệ thống của mình lại ổn định về doanh số và phát triển. Còn trước kia thì nó cứ phập phùi lên xuống. Và anh Cường là người mà hiểu Thông nhất, mong muốn mình phát triển nhất. Cho nên là đi học cái lớp nào là anh Cường bảo Thông đi học cái lớp nào, Thông đi học cái lớp đấy. Thế thì Thông đúc kết ra là muốn thành công phải mạnh mẽ trong học tập. Và cái nữa là mạnh mẽ trong cái đầu làm gương. Trong cái quá trình học tập thì Thông nhìn tất cả những cái dích kem hoặc những cái buổi mà Thông được học tập cùng với anh Cường thì Thông đều quan sát với anh Cường là anh rất làm gương trong học tập. Cái cuốn sổ của anh Cường ghi rất là chi tiết. Còn nếu như cái trường hợp nào mà anh Cường không có ghi trong, không có sổ, thì anh lại nốt trên cái điện thoại của anh ấy. Cho nên là mình thấy một cái tấm gương thành công cực kỳ lớn như vậy. Nhưng hàng ngày có cơ hội học tập thì anh đều học tập một cách nghiêm túc. Và Thông hiểu ra rằng đó là một cách hưởng thụ học tập. Mà không có cái sướng nào bằng cái sướng mà mình thành công rồi nhưng mà mình lại được học tập ở bên dưới, nhìn các đồng đội. Thông cảm thấy cái ánh mắt của anh Cường mỗi khi mà anh ngồi bên dưới, anh ấy hưởng thụ học tập, nghe Thủ lĩnh Anna, nghe tất cả các anh chị leader giảng ở bên trên, anh ấy học giống như là một người. Và Thông thấy được cái làm gương mạnh mẽ của anh như vậy. Và Thông về Thông cũng làm gương cho mình tất cả những cái buổi học tập trên Zoom cũng như là các buổi đặc biệt là những cái trại, thì Thông đều có mặt để học tập. Và Thông học tập được một cái nữa ở người thuyền trưởng của Thông ở Biên Hòa, đó là anh rất là mạnh mẽ trong vấn đề gánh vác. Nói đến gánh vác trong CVD thì đấy là một biểu tượng rồi, đó là một tượng đài rồi. Cho nên là Thông cũng phát hiện ra cái đấy, muốn thành công phải gánh vác. Hay bây giờ Thủ lĩnh Anna Nguyễn có nói là mình phải tham gia vào quá trình vận hành hệ thống. Và cái gánh vác đó từ một người rất là nhỏ, ví dụ như là một người trật tự, người xoát vé ở cổng, hay là làm MC, hay là những người giảng ở trên sân khấu. Thế thì cứ mạnh mẽ, cứ làm như vậy. Kiểu gì mình cũng biết cách làm cho tổ chức của mình. Và cứ như vậy. Và đặc biệt một cái nữa, đó là để làm sao cho hệ thống phát triển được thì cái mạnh mẽ trong vấn đề nhận lỗi. Bởi vì ở trong hệ thống của chúng ta làm việc giữa con người với con người chắc chắn mình có. Và những cái mà để mà đi nhanh nhất thì ví dụ như một cái trường hợp là phàn nàn về vấn đề hàng hóa không về kịp hay là không đặt hàng thì thông thường cứ bảo là cái đấy là lỗi của em nhiều việc quá, em chưa kịp cập nhật thông tin cho chị, em chưa kịp chỉ chị cách. Em chắc chắn rằng nếu mà chị ngồi với em một lần nữa thì em sẽ chỉ, và cái công việc của chị nó sẽ suôn sẻ vô cùng. Và Thông cứ làm như vậy, bốn cái điều như vậy thì cứ gặt hái từng từ một cái thành công. Và Thông thấy cái ổn định về doanh số cũng như là ổn định về cái đầu vào nó rất là tốt. Càng ngày trong hệ thống của Thông càng có những cái mối quan hệ chất lượng. Và đúc kết với anh chị rằng một câu, cái nghề của chúng ta là nghề đi xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng. Khi hệ thống của chúng ta có những cái mối quan hệ chất lượng, những người phù hợp
thông đảm bảo với anh chị chúng ta rất là thành công. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, xin cảm ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đã cho em một chút tâm tư ạ. Dạ. Cảm ơn thủ lĩnh Phạm Văn Thông, hay quá. Xin mời Ruby Huyền Trang để giơ tay. Em chào, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên Zoom của hệ thống S69, hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh. Và hôm nay là một cái chủ đề mà Trang rất là thích ạ. Bởi vì bản thân Trang là tự mình đã cảm thấy rằng là khi bước chân vào với môi trường của hệ thống S69, bước chân vào với tập đoàn của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri thì bản thân Trang đã thấy mình rất là thành công ạ. Trước kia thì Trang không có cái định nghĩa gì về thành công cả. Trang chỉ thấy những người là họ giàu có, họ nhiều tiền, họ thành công. Và Trang có một cái suy nghĩ đó là những cái người thành công là những người nhiều tiền. Thế nhưng mà khi vào với hệ thống S69, Trang được học tập và đào tạo ở trong môi trường này thì Trang biết được rằng là tiền nó không phải là tất cả, tiền nó không phải là cái sự đo đếm thành công của mình, mà thành công của mình ngày hôm nay nó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái sự thay đổi của mình, nó chính là cái sự khác biệt của mình so với ngày hôm qua của chính mình, chứ không phải là của ai khác. Cái ngày đầu tiên Trang bật mic ở trên Zoom, nó là một cái nỗi sợ rất là lớn. Với cái sự rụt rè nhút nhát của mình và tim thì đập rất là mạnh bởi vì mình rất là sợ. Thế nhưng mà dần dần thì mình lại rất yêu cái mic và luôn luôn thích bật mic để chia sẻ. Thì đấy, nó cũng đã là một cái vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình, và đó chính là cái thành công của Trang. Hay nó đơn giản đó là những cái điều mà trước kia mình không bao giờ mình dám làm, đó là chịu trách nhiệm với hệ thống của mình. Thì ngày nay mình dám chịu trách nhiệm, là chịu trách nhiệm 100% với những cái kết quả của mình làm với tất cả mọi người. Đó cũng chính là cái thành công của mình. Và Trang thấy rằng là Trang thành công rất lớn khi bước chân vào với Siri, đó là Trang có được một cái công cụ tốt, một cái công cụ vĩ đại để có thể thay đổi cuộc đời của mình. Ngoài ra Trang có thêm được một cái hệ thống dẫn đường, một những cái người thầy mà chỉ bảo cho Trang từng bước đi, và Trang bắt đầu cân bằng được cái tam bảo của mình cũng như là của gia đình mình. Rồi đó chính là những cái mà Trang thấy là rất là thành công. Và hơn nữa đó là mình thành công hơn của ngày hôm qua, đó là mình biết rằng là mình phải tập trung vào đâu và cái đích của mình đó là cái gì. Trang đã rõ ràng ra rất là nhiều, chính là những cái mà thành công hơn tất cả những người, như bản thân mình ở ngoài, ở trước khi mình bước chân vào với Siri. Trước khi bước chân vào với Siri, Trang không biết mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì, mình sẽ là người như thế nào. Nhưng khi bước chân vào với Siri, bước chân vào với hệ thống S69 nhờ có thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường cùng với hệ thống người dẫn đường, thì Trang đã biết rõ chính xác cái đích của mình đến và mình sẽ phải trở thành ai, mình sẽ là người như thế nào. Và đó chính là những cái mà mình cảm thấy rất là thành công đối với chính bản thân mình ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh cho Trang chia sẻ ạ. Ok, cảm ơn Ruby Huyền Trang. Một sự lột xác không hề nhẹ. Và ngày hôm nay đã có xe hơi, những đồng đội của Huyền Trang chuẩn bị có xe hơi ở Siri. Xin mời bạn Nga Lợi đến từ thị trường Nga nào. Thấy Nga Lợi giơ tay và có chat. Xin mời. Em xin chào thủ lĩnh quốc tế, chào tất cả các thủ lĩnh tương lai. Chúc các cô chú và các anh chị em trong buổi Zoom hôm nay một sức khỏe và hạnh phúc ạ. Em xin được chia sẻ thành công của em như thế này ạ. Trước kia thì em không hiểu, cũng không biết quan niệm thành công là gì. Em chỉ sống như vậy thôi ạ. Thế nhưng mà đến khi được tham gia vào S69 của CBD Việt Nam thì em thứ nhất là em đã vững chắc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho gia đình của mình. Cái thứ hai là em được tham gia vào học tập phát triển ở trong hệ thống S69 và em đã được gặp gỡ rất là nhiều người bạn, được giao lưu rất là nhiều người bạn và rất nhiều người mà hướng dẫn em giống như người thầy của em đấy. Có cái gì em không hiểu thì các bạn ấy hướng dẫn em rất là tận tình, rất là cụ thể. Đấy là em được như thế. Cái thứ ba nữa là em đã thấy là từ lúc tham gia vào hệ thống thì em đã thấy được em thay đổi cái con người cũ của mình rồi, dần dần mất đi. Em thay đổi được dần dần một vài thói quen cũ của mình, trở thành được một vài thói quen tốt dần lên. Em thấy là tích cực lên. Em thấy là cuộc sống của em thấy vui vẻ hơn. Không còn áp lực nữa. Thì em thấy là như vậy là em đã có được sự thành công.
Và bây giờ em đã có được một đội nhỏ khoảng được 20 người, 20 người bạn đấy. Cũng em cũng chưa quen, cũng chỉ quen được mấy người thôi, còn nữa là em cũng không quen. Nhưng mà thỉnh thoảng các bạn đấy, thường xuyên các bạn đấy cứ gọi điện hỏi thăm, về là hỏi cách làm như thế nào thì như thế nào, thì em thấy mình được khôn ra tí, lớn hơn từ trước. Đấy, đó là ý kiến của em. Em xin thủ lĩnh, em cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Đến từ thị trường Nga đúng không? Vâng ạ. Ok, bạn làm CV được bao lâu rồi? Em biết CV được cuối năm 2019, nhưng mà em thực sự tham gia là được 6 tháng này là em quyết định em làm, tại vì lúc đấy em đã có đồng đội. À. Và bây giờ em quyết định em đang làm. Ok, bạn dành dạ. bao nhiêu thời gian cho CV, bao nhiêu phần trăm? Một ngày em dành được 2 đến 4 tiếng ạ. À, ok, thế thời gian khác thì bạn làm gì? Thời gian khác thì em vẫn đang làm việc cùng với gia đình em ạ. À. Ở cửa hàng ạ. Dạ. Tại sao không phải là 14 tiếng, 16 tiếng? Chắc chắn là em sẽ đến một lúc gần nhất ạ. Em hy vọng là em sẽ thu thập được một thời gian gần nhất để em dành cho CPT, cho tình yêu của em là khoảng 10 đến 14 tiếng. Gần nhất là bao giờ? Đến cuối năm 2021 này ạ. À. Tháng 10 năm 2021 này ạ. Tại vì em đã nọ hứa với thủ lĩnh của em là cuối năm 2021 này chắc chắn là em phải có trong đồi, em phải có một chiếc xe về vậy rồi. Để cho nó hoành tráng. Em xem bộ phim bao giờ thì đến tháng 10 chưa? Dạ em chưa ạ. À, xem bộ phim đấy dạ. đi. Ok. Rồi, dạ, cảm ơn bạn. Chúc cho bạn sẽ tiến nhanh hơn. À, có những quyết định mạnh mẽ hơn. Đúng không? Chỉ hoãn là thất bại. Biết đến cuối năm 2019, 6 tháng sau mới làm. Đấy. À, bây giờ đã rất qua cái ngôn ngữ chia sẻ của bạn là cứ biết bạn rất yêu rồi, nhưng phải đợi đến tháng 10 mới dành được 10 đến 14 tiếng. À, thế thì nó sẽ lãng phí thời gian nhiều lắm. À, hãy tận dụng chất chiêu từng giây phút. Ok, cảm ơn bạn. Dạ. Xin mời một chia sẻ nữa. À, bạn Đào Phương. À, thấy bạn Đào Phương rất là khát khao chia sẻ. Giơ tay, xin mời Đào Phương, bật mic. À, bạn Đào Phương chạy đâu rồi? Xin mời bạn Ái Phương. À, bạn Ái Phương, xin mời Ái Phương, tư vấn viên K7. Ok. Vâng, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, xin chào tất cả anh chị em trong buổi Zoom tối hôm nay. Mình là Ái Phương, đang ở thị trường Macau. Mình vừa từ Phật đường chạy về đây hùng hục. Nhưng đến lúc giờ vào Zoom rồi thì xin phép thầy cho con về trước. Có việc nhưng mà không vào được. Đã hết hạn vào rồi. Không ngỡ đông quá, nhưng mà may cứ nói là ôi giời sao không có ai ra để cho mình vào nhỉ. Cứ nói hoài vậy. Thế là cuối cùng cũng vào được. Ái Phương xin chia sẻ cái thành công lên K7 của Ái Phương như thế này. Cái K6 vừa rồi của tháng 1 ấy, Ái Phương có xin thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường chia sẻ. Ái Phương chào nhầm thủ lĩnh Trung Huy Cường quốc tế. Xin chào thủ lĩnh Trung Huy Cường. Thì thủ lĩnh Trung Huy Cường thì chào nhầm Ái Phương là xin chào nhà tư vấn, nhà chuyên nghiệp Ái Phương. Thế là đến lúc Ái Phương kết thúc cái Zoom thì một tư vấn viên có nhắn tin là cười khà khà, một bên thì thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường chào nhầm nhà tư vấn chuyên nghiệp Ái Phương, một bên thì Ái Phương truyền nhầm, ở may nhỉ, ước gì mà thủ lĩnh là kêu nhầm mình như thế, chào nhầm mình như thế. Tháng 1 này mình được lên tư vấn viên ở nhà cao cấp hay nhỉ. Thế là đúng là y chang như là tháng 1 Ái Phương có một cái chia sẻ như này lên nhà cao cấp. Cái đấy là một buổi đi tập huấn, bồi huấn của ở Phật Đường, là ngày 31 tháng cuối ngày của cái tháng 1.
cái ngày đấy là ơn trên và các vị ở trong Phật đường đã giao cho Ái Phương đi dự cái lớp bồi huấn. Cái bữa đấy là bị ăn mắng rất là nhiều. Đầu óc không để ở đâu vì quyết định có nên chiến thắng bản thân mình để vượt lên cái từ nhà tư vấn cao cấp không. Thế thì trong cái lúc bồi huấn thì rất là lúng túng. Nhớ đến cái câu nói của thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường chào nhầm. Có lẽ nào mà thủ lĩnh chào nhầm mình thì mình lại có một thêm cái năng lượng, thêm một cái động lực để mình vượt qua cái rào cản này không? Bởi vì rất là còn thiếu rất là nhiều. Thế nhưng mà sau cái buổi mà tập bồi huấn xong ở Phật đường á, thì Ái Phương rất là bối rối, lúng túng, không biết làm thế nào hết. Cứ lúng búng trong miệng là mình phải quyết tâm. Đấy, đứng trước Phật, đứng trước là bàn thờ Phật làm, nhưng mà người thì ở đâu bị các vị chửi rất là nhiều, mắng rất là nhiều, đầu óc người thì ở đây mà đầu óc em để ở đâu? Thì có một vị là biết Ái Phương tham gia Sivari, còn tất cả không ai biết hết, ghé vào tai Ái Phương đang để ý đến Sivari à? Thế thì Ái Phương mới cứ nói thế, im, đừng có nói. Thế xong rồi là cho nghỉ các điểm tuyển sư, các giảng sư cho nghỉ 5 phút để giải lao. Thì Ái Phương cầm máy lên và quyết định vào, lên, tiến. Thì sau rồi là có một cái vị là tiền trên của Ái Phương. Cậu thế nào rồi, có quyết không? Là quyết thì nhặt hàng đi. Còn bây giờ là hết đến giờ đó. Ôi từ từ thế, 12 giờ mới kết thúc mà, mới bây giờ mới có 3 giờ. Thế thì Ái Phương mới là xong rồi thì bắt đầu Ái Phương mình quyết. Xong rồi là thấy vị lù lù lên Phật đường. Thế là cho Ái Phương thêm một cái sức mạnh nữa. Ở có người đây rồi. Thế là vừa làm công việc vừa nhắc hàng vào giỏ. Thì may mà thủ lĩnh Hoàng Hiển giúp đỡ chuyển khoán. Vì lúc đấy vị chuyển khoán quá tiêu chuẩn rồi, không có chuyển được. Thế là Ái Phương chạy ngược chạy xuôi, không biết làm cái gì sau bữa mai. Đúng là thế chị Phương là làm bao lâu thì lên cao vậy? Thì thú thật với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường là Ái Phương vào được 1 năm, nhưng mà 5 tháng chỉ có sử dụng sản phẩm thôi, không có tham gia chia sẻ, không có vào học Zoom. Nhưng mà 5 tháng trở lại đây thì Ái Phương tham gia Zoom liên tục và quyết định cho mình một con đường là sẽ đốt thuyền Oxin sớm. Muốn đốt thuyền Oxin sớm, và Ái Phương nghĩ rằng là đến tháng 7 này Ái Phương sẽ hết hợp đồng. Và cầu mong đến cái tháng 7 này nếu như mà ký được hợp đồng nữa thì càng tốt, mà không ký được hợp đồng nữa thì có máy bay thông hành thì Ái Phương sẽ về Việt Nam, sẽ là theo đuổi cái Sivari này một cách là nghiêm túc hơn và chăm chỉ hơn. Bởi vì bây giờ Ái Phương đang ở bên thị trường Macau, đang phải đi làm công ăn lương mà, cho nên thì là phải là đang còn phải làm để mình giữ được cái hợp đồng để mình đi lại cho nó thuận tiện. Còn không, bởi vì ở thị trường Macau thì như thủ lĩnh quốc tế Trung Tuần cũng biết rồi đó, nó khó khăn đủ mọi kiểu. Hàng hóa thì có khi đấy, bây giờ 1 tháng rồi chưa sang đó. Còn đi làm thì tranh thủ mỗi bất chấp vào toilet hay ở đâu, nghỉ 5-10 phút là cứ nắm điện thoại thì nhắn hết, hoặc là tư vấn hay là kết nối gì đó, rất là khó khăn. Thế nhưng mà đối với thị trường Macau của Ái Phương á, giữ được cái ca là khó rồi, chứ đừng có nói mà lên ca. Thế nhưng mà với Ái Phương là một cái ngoại mục. Thế vừa cái nói Ái Phương chưa nói hết cái đoạn mà bị cái vị đàn chủ mắng, rồi sau về bữa mai gọi điện cho Ái Phương. Xin lỗi chị Ái Phương, bởi vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Cảm ơn cái câu chuyện của chị rất là nhiều, và những cái nỗ lực của anh chị em đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc, ở những nơi mà chưa có cái văn phòng của Sivari, thì làm được giống như chị Lý ở đảo Ship, giống như Ái Phương ở Macau, một số anh chị em ở Đài Loan vân vân ấy. Đây là một sự nỗ lực phi thường, đúng không? Cảm ơn câu chuyện của chị Ái Phương, và chúc cho chị là tháng 7 chị nói là ký được hợp đồng càng tốt ấy, nhưng mà không ký được mà về được Việt Nam hay là tập trung vào CV cần tin là tốt hơn rất nhiều. Chúc cho chị mọi điều tốt lành.
Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút về thành công để chúng ta hiểu một cách sâu hơn. Ai muốn chia sẻ phân tích cái câu chuyện thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Bác Hồ kính yêu của chúng ta? Ai muốn phân tích từ câu chuyện của Bác để chúng ta hiểu rất rõ về thành công? Ai muốn thì bật mic nói, tôi xưng tên. Tôi ạ. Tôi Minh Tuấn ạ. Tôi Thiên Lý. Tôi là Nguyễn Thị Lý ở đảo Síp, nhưng mà tôi cũng học được qua F69. Tôi chia sẻ về Bác Hồ trước đây là đánh giặc kiểu như là chống mù chữ, xóa mù chữ, gọi là học bình dân học vụ, là một người dạy cho ba người. Thì tại sao mà nước Việt Nam mình lại thành chống đói giảm nghèo ở cái chỗ đấy? Là trước đây là các cụ là không học, và luôn luôn Bác Hồ có một cái tư duy là phải sẵn sàng để dạy để chúng ta sẽ thắng giặc ngoại xâm, để xâm chiếm và chúng ta sẽ được ấm no hạnh phúc đó. Thì bây giờ Lý dựa theo F69 là một người như là thủ lĩnh Trương Huy Cường đã đào tạo và huấn luyện, và tất cả đội nhóm, như là tất cả cộng đồng, như là trên mọi miền đất nước, đó là cũng ra được cả nước ngoài. Nên là Lý rất là tự hào vì là mình dạy một người, như là trước Bác nói là một người dạy cho ba người thì được học và thêm được cái thay đổi tư duy. Nên là khi mình thay đổi, gọi là khi mình thay đổi thì cuộc sống sẽ thay đổi. Cái tư duy của mình thay đổi thì cuộc đời mình sẽ thay đổi. Thì bởi vậy nên là Lý chỉ học hết lớp 5 thôi, nhưng mà Lý cũng chưa được nghe những cái đoạn văn của Bác Hồ từ trước. Năm mình sinh năm 1974, nhưng mà thực ra là chỉ nghe ở trong Zoom và các anh chị em đã chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đó là bình dân học vụ, chúng ta xóa đói giảm nghèo, chúng ta cần phải học một người dạy cho ba người. Thế tại sao bây giờ anh chị em chúng ta cần phải tìm đấy 5 người và 15 người để chúng ta giúp nhau học tập ngày đêm để chúng ta thành công ở trong hệ thống F69 này, là một hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh, với văn hóa yêu hết mình và cho đi hết mình. Vào đây chúng ta không phải là được cái sức khỏe, và chúng ta được tăng được cái trí tuệ và tăng được cái đạo đức và nghị lực ở trong môi trường sống này. Đó là Lý rất là cảm ơn anh thủ lĩnh Trương Huy Cường, thủ lĩnh quốc tế, và tất cả những anh chị em ở tập đoàn sức khỏe CBD này. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Lý. Xin mời bạn Tuấn à. Vũ Minh Tuấn à. Vâng. Dạ vâng, em chào, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và chào tất cả các anh chị em trên Zoom ạ. Dạ may quá thì vì em rất là thích lịch sử và rất là thích và tấm gương của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Thì câu chuyện đầu tiên, cái bước đi đầu tiên của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đó là em thấy được rằng đó là Bác đã nhìn nhận rõ ràng được là cái kẻ thù thật sự của dân tộc Việt Nam ở cái thời điểm mà Bác quyết định ra đi tìm đường cứu nước là năm 1911 là ai. Và với cái cách đó là ra đi đến cái nước tư sản ở phương Tây, mà trực tiếp là đế quốc Pháp, và học hỏi trực tiếp từ họ để biết được cái điểm yếu điểm mạnh của họ là gì, và khai thác để có thể là giải phóng dân tộc được, thì người đã xác định được chính xác là cái con đường, chỉ có một cái con đường duy nhất là con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, và bằng cái công cụ là cách mạng vô sản. Và sau cái quá trình học tập nhiều năm ở nước ngoài, và người đã xác định với cái con đường đấu tranh giải phóng dân tộc đó thì phải có một cái tổ chức nó giống như là một cái hệ thống đào tạo của F69 chúng ta hiện tại đó. Thì người bằng cái cách mà thành lập cái tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau này là thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam, và dùng cùng với đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc vững tin trên cái con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của mình, và với cái niềm tin sắt đá cũng như là những cái kiến thức học hỏi được trong nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước và áp dụng vào cái thực tế của công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, mà sau nhiều năm thì người đã đưa cái cách mạng Việt Nam đến với cái thành công cuối cùng. Dạ, và cái đó là cái chia sẻ của em ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn. Tại sao Cường lại yeah.
Cường rất thích cái câu chuyện thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho biết là thành công đầu tiên của bác ấy là bác biết chính xác mình muốn gì, đúng không bạn nhỉ? À. Nếu như bác không biết chính xác mình muốn gì thì bác không ra đi tìm đường cứu nước ở cái tuổi còn rất là trẻ. Mà biết đi có thể chết, chẳng biết là lên tàu sẽ thế nào. Không biết ra nước ngoài, làm gì có người thân ở nước ngoài hay là ai nâng đỡ sẵn, là sang đấy có địa chỉ sẵn. Hình dung rồi sang đấy biết là có công việc gì hay không, không biết. Nhưng mà bác vẫn đi. Thế cho nên là thành công đầu tiên và thành công lớn nhất của bác ấy là bác biết chính xác mình muốn gì. Bác muốn ra đi tìm đường cứu nước mà. Tức là muốn sao? Dân tộc được độc lập, giải phóng, đó, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Và đấy là thành công lớn nhất của bác. Và bác kiên định làm đến hơi thở cuối cùng. Dấn thân đến hơi thở cuối cùng vì cái đích này, chúng ta thấy không nào? À. Và vì cái đích này, thế cho nên bác sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng trả giá, làm tất cả những gì có thể để đạt được cái đích này. Cả nhà thấy không nào? À. Thế thì bác mới ra đi, bác mới từ bỏ, tức là tạm rời bỏ quê hương đất nước để ra đi, để lang thang, để bôn ba, để tìm đường, đúng không? Đấy. Đấy là thành công lớn nhất. Và ngày hôm nay chúng ta bước vào 2021, phải biết chính xác mình muốn gì. Chỉ khi mình biết chính xác mình muốn gì, mình có ước mơ rất rõ ràng, tức là nghĩ đến ước mơ của mình, nghĩ đến cái khát khao, nhưng nghĩ đến cái khát vọng của mình, cảm thấy nó phải sướng. Và không có một cái khó khăn nào. Và khi mình biết chính xác rồi thì lúc đấy dấn thân. Người dấn thân lúc đấy là không có một cái lý do nào nữa. TC bằng KLZ. Thành công bằng không lý do. Khi mình đã có ước mơ mà ước mơ cháy bỏng, đúng không? Có đích thực sự cháy bỏng của mình, thì lúc đấy không còn lý do nào nữa. Lúc đấy không còn con nhỏ. Lúc đấy không còn chưa có kỹ năng, chưa có kiến thức, chưa có quan hệ, không có quan hệ, không biết giao tiếp. Tất cả mọi thứ đều có thể học và hành được hết. Anh chị em ạ. À? Tất cả mọi thứ đều có thể học được hết. Và ngày hôm nay, nhờ công nghệ chúng ta thấy không nào? Chúng ta ngồi ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta đều có thể học được hết. Thế cho nên cái thành công quan trọng nhất là phải biết chính xác mình muốn gì. Với bản thân Cường, cái khát vọng lớn nhất trong cuộc đời của mình đó là hội tụ, huấn luyện và đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh tham bạn xuất chúng để cùng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đó là tạo ra một thế hệ, những thế hệ, những thủ lĩnh chân chính để vẽ lên một bức tranh về network marketing tuyệt đẹp, để cùng nhau xây dựng ra một cái S9 trở thành trường đào tạo kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới. Thế thì, và không có một cái rào cản nào, không một cái khó khăn nào có thể ngăn bản thân Cường có thể tiến đến cái mục đích của đời này, đến cái khát vọng trong cuộc đời này. Không có một khó khăn nào hết. Và chỉ có tiến. Đấy, thế cho nên là tại sao có rất nhiều người ta nói là phúc cho ai chưa thấy mà tin, nhưng mà tiếc cho ai thấy rồi mà không tin, rồi thấy rồi bỏ cuộc, là một điều rất đáng tiếc. Tại sao người ta bỏ cuộc các bạn biết không? Vì không có đích. Vì không có đích cho nên bỏ cuộc. Vì không có đích cho nên là bỏ cuộc. Phải không cả nhà? Nếu bác Hồ mà ra nước ngoài ấy, mà không có đích thì chuyện gì xảy ra? Theo cả nhà chuyện gì xảy ra? Bác lên tàu mà không có đích, bác ra nước ngoài mà không có đích thì chuyện gì xảy ra? Thế cho nên là đích là quan trọng nhất. Thành công lớn nhất
là biết chính xác mình muốn gì, chứ không phải là mình làm được cái gì. Chưa phải là làm được cái gì. Làm được cái gì nó là một hành trình, đúng không ạ nhỉ? Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến. Nhưng mà quan trọng nhất là phải biết chính xác mình muốn gì. Giống như các bạn đi trên hành trình này này, mình sẽ gặp một vài từ chối, mình dễ mất năng lượng vì mình không có đích, mình dễ bỏ cuộc vì mình không có đích, mình dễ bị bọn tiền ảo nó lôi kéo vì mình không có đích, mình dễ bị bọn là cái gì tà đạo gì nhỉ, tự nhiên Cường quên mất cái tên cái bọn đấy. Vì mình bọn đấy nó gọi là cái bọn, thậm chí thủ lĩnh của mình có Thánh Đức Chúa Trời, đúng không? Hội Thánh Đức Chúa Trời, mình cũng dễ bị đánh mất vì không có đích rõ ràng. Thậm chí chúng ta có những thủ lĩnh cũng có thể bị, nếu như không có đích rõ ràng. Thấy cho đây là thành công lớn nhất, phải biết chính xác mình muốn gì, biết đích. Ai người ta hỏi bạn có bao nhiêu tiền rồi, câu hỏi đó là câu hỏi rất bình thường. Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi là câu hỏi rất bình thường. Rất bình thường đấy nhỉ. Quan trọng là tại sao bạn làm Sibri? Bởi vì tôi có một cái đích như này này. Thế cho nên là tôi sẵn sàng hy sinh trả giá dân thân đến cùng để đạt được nó. Và các bạn muốn tập hợp được lực lượng thì phải có ước mơ mới tập hợp được lực lượng. Phải có đích mới tập hợp được lực lượng. Các bạn không có đích, không tập hợp được lực lượng. Hoặc là khó có thể tập hợp được lực lượng, đúng không? Ban đầu nó phải có một cái đích, có một cái ước mơ, nhỏ hay to không quan trọng. Quan trọng là có một cái ước mơ, có một cái mục tiêu, có một cái đích. Ban đầu có thể rất bình thường. Khi cái niềm tin về bản thân nó chưa đủ lớn thì nó phải có một cái ước mơ, có thể là cái ô tô, có thể là con học trường quốc tế. Có thể là một ngôi nhà, không phải nhà, có thể đi du lịch, có thể là mình muốn giúp đỡ ai đó. Thế ban đầu nó phải có một cái đích đấy, nhỏ hay to không cần biết. Đấy là cái thành công đầu tiên này nhờ. Thành công thứ hai đấy là tìm được con đường ngắn nhất để đi đến đích. All roads lead to Rome. À, tất cả con đường đều dẫn đến thành Rome. Nhưng người thông minh là người lựa chọn con đường ngắn nhất. Mọi con đường đều có thể dẫn đến thành Rome. Nhưng người thông minh là người chọn con đường ngắn nhất. Thì thành công thứ hai thực sự giống như bác ấy, bác đi bao nhiêu năm bác mới tìm được con đường mà. Có phải tìm được ngay đâu, đó. Bác có đích. Nhưng còn mất bao nhiêu năm để tìm đường, chú có thấy không? Ra đi tìm đường cứu nước, mất bao nhiêu năm mới tìm được đường. Thế ngày hôm nay thì chúng ta đã có con đường rất rõ ràng, các bạn thấy không nào? Không phải tìm nữa mà đã có sẵn rồi. Con đường giúp cho chúng ta hiện thực hóa bánh xe cuộc đời, phải không ạ? Giữ cả chục bánh xe cuộc đời, đó là đạo đức, đó là sức khỏe này, đó là các cái giá trị, quan hệ này, tài chính này, tự do này, thừa kế này, vân vân. Như cái bánh xe của mình phải giữ được trục, đấy chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, để cái bánh xe đấy không bao giờ nó bị văng. Rất nhiều người vì không có trục, vì không có đích rõ ràng, thế cho nên nó thành công khi đi tự tử. Các bạn thấy không? Diễn viên Hàn Quốc tự tử nhiều, ngôi sao tự tử nhiều, vì không có trục của bánh xe. Vì không có đích rõ ràng, thế là cuối cùng thành công thôi, xong thấy chán, vô ý nghĩa, thấy cuộc sống nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế là tự tử vì cái bánh xe nó không có trục. Và cái trục của chúng ta chính là giá trị cốt lõi mà hệ thống chúng ta theo đuổi, đạo đức, trí tuệ và nghị lực, anh chị em. Đấy,
thành công thực sự thứ hai đấy là tìm được con đường. Thì chúng ta có con đường rồi. Người thông minh là người lựa chọn con đường ngắn nhất. Và Cường có thể nói là network marketing, kinh doanh theo mạng là con đường, một trong những con đường ngắn nhất để có thể làm tròn được cái bánh xe cuộc đời. Và với môi trường S69 là chúng ta có cả cái trục vững chắc đó, để cái bánh xe đấy nó quay tròn. Thế cho nên chúng ta thấy không? Đến như bác hy sinh cả tuổi trẻ của mình để đi tìm đường. Thế chúng ta có con đường rồi mà chúng ta lại bỏ cuộc thì lãng phí vô cùng. Người thông minh là người lựa chọn con đường ngắn nhất. Được chưa? Rồi thành công số 3 ấy, đấy là tìm được phương tiện để đi trên con đường đó, đến đích nhanh nhất. Tìm được cái phương tiện đi đến đích nhanh nhất. Nhiều người làm network marketing không hiểu. Lẽ ra cái gì là quan trọng trước cả nhà? Đích là quan trọng đó. Nhưng nhiều người nhầm phương tiện là quan trọng. Đích là quan trọng. Đích là quan trọng. Đích là quan trọng nhất. Không phải phương tiện. Có đích rồi thì phải biết lựa chọn phương tiện nào đi đến đích nhanh nhất. Và phương tiện nào đi đến đích nhanh nhất thì kết quả là chân lý. Đúng không cả nhà? Kết quả là chân lý. Thì nhiều người làm network marketing ấy, là người ta cứ trung thành với cái phương tiện mà không biết cái phương tiện này có đi giúp mình đến đích hay không. Thế cho nên rất dễ trở thành, các bạn biết là từ trung thành đến ngu trung là gần nhau lắm. Tức là niềm tin mà không có trí tuệ, đấy gọi là niềm tin mù quáng. Niềm tin nó phải đến từ trí tuệ, đúng không? Từ trung thành dẫn đến với ngu trung là rất gần nhau. Ngu trung là cái người trung thành mà thiếu trí tuệ. Tức là không biết cái phương tiện đấy nó đưa mình đi đến đâu mà vẫn cứ trung thành với nó. Ông John Calen nó có nói là tự hào những thứ không thuộc về mình, đó là dấu hiệu của thiểu năng trí tuệ. Tự hào về những thứ nó giúp cho mình chẳng đi đến đâu cả, đấy là thiểu năng trí tuệ. Thế cho nên là cái thành công số 3 là phải chọn được cái phương tiện phù hợp để đi đến đích nhanh nhất. Để đưa cả cái đội của mình, cả những người đi cùng mình đến đích nhanh nhất. Rồi thành công thứ 4, đấy là có môi trường giúp mình học tập phát triển để đi đến đích. Có môi trường đúng không? Giúp mình học tập phát triển để đi đến đích. Anh chị em thấy chưa nào? Thế cho nên nếu mình hiểu cái câu chuyện này này, thì ai mà đã có đích rồi, mà ai đã nhìn rõ con đường kinh doanh theo mạng, đã nhìn rõ phương tiện Siri và hệ thống dẫn đường S69, trực giác nó đã mách bảo, niềm tin tuyệt đối là chắc chắn sẽ dẫn đến mình đi đến đích. Đấy là thành công lớn nhất. Chứ chưa phải là K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Những cái K đấy nó chỉ đến khi mà mình hiểu rõ về cái sự thành công. Và khi các bạn đã có đích thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả. Khi cái đích đấy nó là sâu thẳm trong trái tim của mình thì nó sẽ cho các bạn, nó có một cái bí mật. Khi các bạn có cái đích từ trái tim ấy, thì nó cho các bạn một nguồn năng lượng bất tận. Nó sẽ cho các bạn một cái ngọn lửa cháy hừng hực để giúp cho chúng ta đi đến đích nhanh. Nhưng vì không có đích thế cho nên là nó thiếu lửa.
đúng không? Thiếu năng lượng và bị chết trên hành trình, dừng cuộc chơi trên hành trình, ước mơ trở thành mơ ước. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rồi, là cái con đường này với Sibri thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn một cái nghi ngờ gì nữa. Và mấu chốt quan trọng nhất là gì? Đích của bạn là gì? Đấy là điều quan trọng nhất. Đích là gì? Là điều quan trọng nhất. Bởi vì những thứ khác nó đã được chứng minh. Bây giờ cái thứ các bạn cần có, phải biết chính xác mình muốn gì. Tức là xem là cái ước mơ, cái khát vọng thực sự của mình nó là cái gì. Nghĩ đến nó, kể về nó đầy lửa, nhiệt huyết và đam mê thì các bạn thành công rất nhanh. Hãy đi chia sẻ với tất cả mọi người về cái ước mơ của mình, về cái khát vọng của mình. Và mình có niềm tin tuyệt đối là con đường này, phương tiện này, hệ thống dẫn đường này giúp mình đạt được đến đích. Đấy là điều chắc chắn. Và mình tin tưởng tuyệt đối những ai đi cùng mình mà có ước mơ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng dấn thân, kiểu gì cũng đi đến đích. Cả nhà anh nhớ nhận. Thành công nó là như vậy. Thế cho nên bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, cho nên phân tích được một câu chuyện đấy, chúng ta thấy vì bác có một cái đích rất rõ ràng, thế cho nên là bác mới ra đi chứ. Ra đi tìm đường mới sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng hy sinh, mới thức khuya dậy sớm, mới chịu những đêm đông giá lạnh, không? Rét, phải nung cả hòn gạch để sưởi ấm, chúng ta thấy không nào? Chứ chúng ta ở đây thì có chăn ấm đệm êm rồi. Nhưng nếu các bạn có đích, thì chúng ta đều thành công và thành công rất nhanh. Nhưng nếu không có đích thì sẽ dễ bỏ cuộc. Bởi vì mình chẳng biết mình làm để làm gì. Bố phản đối tí là thôi, mất năng lượng. Mẹ phản đối, mất năng lượng. Vợ phản đối, mất năng lượng. Chồng phản đối, mất năng lượng. Gặp vài một cái từ chối, tụt năng lượng, tụt cảm xúc. Vì sao? Vì chưa có đích rõ ràng. Thế còn mình đã có đích thì không có gì có thể. Không cần phải thủ lĩnh ơi, cho em xin tí năng lượng. Thủ lĩnh, lại đây em truyền năng lượng cho thủ lĩnh. Thế mới gọi là hay. Đúng không ạ nhỉ? Cần gì phải thủ lĩnh ơi, cho em xin ít năng lượng. Thủ lĩnh, lại đây em truyền năng lượng cho thủ lĩnh. Và nhờ sau anh chị em các bạn sẵn sàng truyền năng lượng cho thủ lĩnh thì giơ ngón tay cái thật. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đấy, đấy là thành công, biết chính xác mình muốn gì. Và khi biết chính xác rồi thì cái số 2 là gì? Hành động đến cùng, đúng không? Hành động đến cùng để đạt được điều mình muốn. Hành động đến cùng để đi đến đích. Cam kết với chính bản thân mình ấy, làm đến cùng, sẵn sàng dấn thân, hy sinh thời gian, trả giá về mặt thời gian. Để tự học, tự rèn luyện, để mình đi đến đích. Dạ. Làm đến cùng để đi đến đích. Sẵn sàng làm đến giọt mồ hôi, giọt nước mắt, giọt máu cuối cùng để đi đến đích. Thì đấy thực sự là đích của mình. Thế chứ còn làm một tí đổ mồ hôi thấy mệt. Được không? Ai đó nói chảy nước mắt. Gạt nước mắt, đi tiếp. Răng sinh ra để làm gì cả nhà? Răng sinh ra là để
cắn răng chịu. Có những lúc mà thấy nhục, cắn răng lại chịu đựng để tiến lên. Có những lúc mà có thể người thân chưa ủng hộ, chuyện bình thường. Mình sống với ước mơ của mình chứ bố mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình có sống với ước mơ của mình đâu. Phải không ạ? Mình ốm thì mình chịu, mình khỏe thì mình được. Phải không ạ nha? Bố mình, vợ mình, chồng mình có ốm thay cho mình đâu. Mình tắm thì mình mát. Mình ăn thì mình no. Có ai ăn thay được cho mình đâu. Phải không? Và không ai có thể thực hiện được ước mơ thay cho mình ngoài mình. Thế cho nên là người khác nói gì đấy là việc của họ. Việc của mình là gì? Cam kết, dấn thân, hy sinh, làm đến giọt mồ hôi cuối cùng, giọt nước mắt cuối cùng, giọt máu cuối cùng để hiện thực hóa ước mơ. Các bạn thấy Bác Hồ đến lúc ra đi còn vẫn chưa ước mơ, vẫn chưa hoàn thành mà. Đất nước vẫn chưa đôi. Đó, chưa giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước được. Nhưng thế hệ học trò của bác hoàn thành nốt. Các bạn thấy không nào? Thì đấy. Thành công, thứ nhất phải biết chính xác mình muốn gì. Luôn luôn phải hỏi mình đích của mình là gì. Để khi nào mà tụt năng lượng, việc đầu tiên của mình phải nghĩ đến đích. Khi nào mà thấy khó khăn, định bỏ cuộc phải nghĩ đến đích. Khi nào mà muốn rời bỏ cuộc chơi phải nghĩ đến đích. Khi nào định kêu ca phàn nàn phải nghĩ đến đích. Và tự hỏi bản thân mình. Tại sao lớp 3, lớp 8, nông dân bán cá 21 tuổi, 25 tuổi, 76 tuổi làm được. Còn mình thì chưa. Đó. Mọi thứ đến từ mình anh chị em ạ. Trên cái thứ hai ấy, đấy là cái việc mà tự học, tự rèn luyện. Cam kết hành động, liên tục hành động đến cùng. Sẵn sàng dấn thân, hy sinh, trả giá để đi đến, để đạt được điều mình muốn. Các bạn thấy chủ tịch đúng không? Bị bắt này, bị giam cầm này, trên cái hành trình để thực hiện cái ước mơ của đời, cái khát vọng. Bị ngồi tù này, đủ thứ trên cuộc đời này. Các bạn thấy không nào? Nếu mà không có đích thì có vượt qua được không? Rất khó. Nhưng vì bác có đích thế cho nên là bác vượt qua được hết. Cảm ơn nhỉ. Số 3. Thứ nhất là biết chính xác mình muốn gì. Thứ hai là hành động liên tục đó. Cam kết, làm đến cùng, sẵn sàng dấn thân, hy sinh, trả giá tất cả mọi thứ để đi đến đích. Ở đây cho Cường hỏi là bao nhiêu anh chị em sẵn sàng dấn thân, hy sinh, trả giá, không có còn một cái khó khăn thử thách nào nữa, không có gì có thể ngăn cản mình để đi đến đích, thì giơ ngón tay cái nào. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Cái số 3 là luôn luôn phải biết quan sát, đa giác quan. Ta phải biết quan sát, phân tích và đúc kết bài học trong cái quá trình hành động ấy. Luôn luôn phải biết quan sát, phân tích, đúc kết. Thất bại hay sai là bố của bài học kinh nghiệm, là ông của đúng và là cụ của thành công. Đúng không ạ nhỉ? Gia phả thành công rồi. Thất bại hay sai, nó phản hồi cho mình điều gì, nó giúp cho mình có bài học gì. Thế cho nên Cường dạy, hướng dẫn con Cường ấy, là cô giáo mà trả cái bài kiểm tra mà có chữ S gì sai ấy. Thế Cường viết, bảo con viết thêm bằng cụ của thành công. Cô giáo mà viết chữ S gì là sai, cứ sai với đúng đó, viết bên cạnh bằng cụ của thành công.
sai hay đúng, quan trọng là phải rút ra được bài học. Đó. Sai hay thất bại phải rút ra bài học, bởi vì sai hay thất bại là bố của bài học kinh nghiệm, là ông của đúng và là cụ của thành công. Chỉ có hai người không mắc sai trong cuộc đời này. Người thứ nhất là trong bụng mẹ, người thứ hai là nằm trong quan tài, là không mắc sai. Còn đã làm là phải sai là đương nhiên. Người nào mắc sai nhiều có nghĩa là người làm nhiều. Ông nào mà sai ít có nghĩa là làm ít. Đúng hay rất đúng rồi nha. Thế cho nên nó ăn nhau ở chỉ số hành động. Sai nhiều và rút bài học. Và khi mình rút được bài học thì mình sẽ ra được hành động đúng và quyết định đúng đó. Thì thành công nó đến. Giá cả thành công nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Sai hay thất bại là ông của đúng. À xin lỗi. Là bố của bài học kinh nghiệm. Là ông của đúng, là cụ của thành công. Cho nên phải luôn luôn quan sát, phân tích, đúc kết ra bài học kinh nghiệm. Ai mà làm mà không biết quan sát, phân tích, đúc kết mà cứ mắc sai hoài, đúng không nào? Thì nó lãng phí thời gian. Khi mà mình chia sẻ mình phải quan sát, phân tích xem năng lượng tốt chưa. Cái thứ quan trọng nhất cả nhà nhớ là trong tuyển dụng hay bán hàng là năng lượng. Năng lượng là quan trọng nhất. Luôn luôn quan sát, phân tích, đúc kết năng lượng của mình để làm sao năng lượng của mình ngày hôm nay lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn. Càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn. Mọi thứ nó đến. Số 4 là linh hoạt. Là một doanh nhân, là một người kinh doanh phải luôn luôn linh hoạt. Và thứ 5 là tâm lý và thể lý xuất sắc. Là luyện tâm lý, luyện tâm lý xuất sắc, đó là bình tĩnh, tĩnh, nhẫn này, nhẫn lại. Thể lý, tức là thể sức khỏe thể chất đấy cả nhà. Đấy, đấy gọi là công thức thành công tuyệt đỉnh. Số 1, phải biết chính xác mình muốn gì. Số 2, hành động đến cùng, sẵn sàng dấn thân hy sinh trả giá để đi đến đích. Và trên cái hành trình cái số 2 là mình phải hiểu về gia phả thành công, đúng không? Mình phải hiểu thành công là một hành trình, không phải điểm đến. Mình hiểu thất bại hay sai là bố của bài học kinh nghiệm, là ông của đúng, là cụ của thành công. Số 3 là biết quan sát, phân tích, đúc kết. Thứ 4 là linh hoạt. Và thứ 5 là tâm lý và thể lý xuất sắc. Tâm lý và thể lý xuất sắc. Tâm bình tĩnh nó giống như là chúng ta luôn luôn ở tâm bão ấy. Gọi là eye storm, mắt bão. Dù có bão tố nổi lên âm ầm thì mình ở tâm bão. Và ở tâm bão thì vận tích gió bằng không. Bão muốn giật cấp bao nhiêu thì giật. Ở tâm bão vận tốc gió luôn luôn bằng không. Hello. Chứ mình được. Mình lại quấn theo bão nữa thì thôi rồi. Vợ nổi giận đùng đùng, mình cũng nổi giận đùng đùng thì thôi rồi. Vợ nổi giận ấy, mà mình vẫn ngồi mỉm cười, tĩnh tại, nghĩ trong đầu, em đã xem bộ phim Hãy Đợi Đấy chưa? Chồng nổi giận cũng vậy. Đó. Chứ lại cãi tay đôi thôi, xong việc. Đấy. Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến. Thành công không phải là cái mình tìm kiếm, không phải là cái mình theo đuổi. Thành công là cái mình thu hút được bởi con người mà mình trở thành. Thành công không phải là cái mình tìm kiếm, không phải là cái mình theo đuổi. Thành công là cái mình thu hút được bởi con người mà mình trở thành.
Thế cho nên là cái việc mà mình tự học, tự rèn luyện để mình trở thành ai mới là điều quan trọng. Cái việc mà mình hành động đó, theo 5 cái chiến lược ấy, cả nhà nhớ, luôn luôn phải nhớ 5 cái chiến lược ưu tiên. Chiến lược số 1 là hành động để tuyển tầng 1 cho mình. Khi mà chúng ta hành động để tuyển tầng 1 cho mình, mình học được nhiều nhất, mình phát triển nhanh nhất, mình có trí tuệ nhanh, có năng lượng nhanh. Chỉ có hành động mới tạo ra năng lượng. Hành động tạo ra trí tuệ, hành động tạo ra năng lượng, hành động tạo ra mọi thứ, và hành động tạo ra kết quả. Và năm Tân Sửu sắp đến, Cường tặng cả nhà một từ. Đó. Nếu mà đi xin thầy đồ thì cũng bảo thầy viết cho em từ này. Đấy là từ làm. Chỉ cần từ đấy thôi. Làm. Am am, lấm lam huyền làm. Làm. Nghĩ làm gì lắm. Làm. Không cần nói nhiều. Làm. Tặng cả nhà một từ. Đó. Viết thật to. Làm. Làm chúng ta có mọi thứ. Làm có năng lượng. Hành động có năng lượng. Làm có kết quả. Làm có trí tuệ. Làm sẽ có đạo đức. Làm sẽ có nghị lực. Và có nghị lực thì mình sẽ làm mạnh hơn. Rồi làm lại giúp mình có nghị lực. Nó là tác động hai chiều qua lại với nhau. Được chưa cả nhà? Thế cho nên là năm chiến lược ưu tiên, luôn luôn nhớ chiến lược quan trọng số 1 là tuyển tầng 1, tôi ở đây là làm. Chiến lược quan trọng số 2 là tìm ra tàu vàng. Chiến lược số 3 là giúp cho đội nhóm. Chiến lược thứ 4, luôn luôn phải biết quảng bá sự kiện. Và chiến lược thứ 5 đấy là học tập phát triển bản thân. Không, cả nhà. Rồi, rất là biết ơn, cảm ơn. Giờ phút này còn 938 anh chị em đang có mặt trên Zoom và 544 anh chị em theo dõi livestream. Chúc cho cả nhà một năm mới Tân Sửu đạt được mọi ước mơ của mình và học tập phẩm chất của con trâu là làm. Đúng không? Trâu thì gọi là cày, còn chúng ta là làm. Các chiến binh S69 chúng ta làm, nỗ lực hơn người, hành động hơn người, mọi thứ nó đến. Am am, lấm lam huyền làm. Rất là biết ơn, cảm ơn các tư vấn viên anh chị em đã cùng tham gia tương tác, chia sẻ. Và những anh chị em có mặt đến giờ phút này, chúng ta hãy chuẩn bị đón một cái năm đẹp nhất để chúng ta sống trọn vẹn từng phút giây trên cuộc đời của mình. Anh chị em có thể bắn tim, chúc ngủ ngon. Thủ lĩnh, chúc thủ lĩnh ngon, cả nhà ngon. Thủ lĩnh ngon, cả nhà ngon. Thủ lĩnh ngon, cả nhà ngon. Thủ lĩnh ngon, cả nhà ngon.